Ngày hôm nay xuất hiện một số tín hiệu tương đối là tích cực khi nhiều các cái nhóm cổ phiếu bắt đầu tăng điểm trở lại với một cái biên độ rất là tốt với thanh khoản gia tăng so với những cái phiên giao dịch vừa qua thể hiện cái dòng tiền lớn đã bắt đầu quay trở lại với thị trường sau những cái nhịp rung lắc và điều chỉnh tương đối mạnh trong những cái phiên gần nhất vậy thì sau cái phiên dụng ngày hôm nay thì thị trường nó sẽ vận động như thế nào và những anh chị nào chưa mua được cổ phiếu thì sau ngày hôm nay còn những cái mã cổ phiếu nào đáng chú ý hay là không thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích kỹ với anh chị về thị trường cũng như là nhìn qua về một số những cái mã cổ phiếu tiềm năng nhất để giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong những cái phiên sắp tới anh chị ha thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official thì em là Nguyên Đạt ngày hôm nay thì em cũng làm một cái video để đánh giá lại thị trường của cái phiên ngày hôm nay À, phiên giao dịch cũng có khá là nhiều cảm xúc, nhiều qua về một số các cái những ngành, các cái mặt cổ phiếu tiềm năng à, để cho các anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn à, để anh chị chủ động trong những cái phiên sắp tới. À, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị xem video thì anh chị bỏ ra vài giây ha, những cái em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong room khách hàng thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em, à, số điện thoại em để dưới màn hình. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. À, phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay à, ngày 22 tháng 11 thì. Thị trường ngày hôm nay tăng gần gần 3,5 điểm và đóng cửa cái mức là 1113,82 với một cái mức thanh khoản tương đối tốt. Ngày hôm nay thì cái mức độ thanh khoản của thị trường rất là tốt anh chị ha. thanh khoản rất có cái sự gia tăng khá là tốt so với những cái việc vừa qua với một cái mức thanh khoản là hơn 20.000 20.241 tỷ với 263 mã tăng và 220 mã giảm trong rổ Vin30 thì có 17 mã tăng và 11 mã giảm thì ngày hôm nay là một cái phiên vận động khá là tốt của thị trường À, với cái sự uh, tăng điểm ở nhiều các cái nhóm cổ phiếu ví dụ anh chị thấy là ngày hôm nay dòng tiền bắt đầu vào những cái mã cổ phiếu như là chứng khoán ngày hôm nay có rất nhiều những cái mã cổ phiếu chứng khoán cái volume của nó rất là tốt à, ví dụ như một số các cái mã cổ phiếu như VCI À, hcm à, cts hay là một số những cái mã cổ phiếu bán sản thì có novelen đất xanh hoặc là một số các cái mã cổ phiếu hdc thì ngày hôm nay thì sau những cái nhịp tích lũy và sau những cái vùng chỉnh lại à, thì các cái mã cổ phiếu nó cũng có những cái dòng tiền tham gia trở lại à, trong cái phiên ngày hôm nay à, thì đó là một số các cái điểm tích cực à, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay à, để chúng ta xem thử thị trường ngày hôm nay nó vận động như thế nào anh chị ha à, thì trong buổi sáng thì thị trường nó có một cái sự hưng phấn tương đối mạnh đã buổi sáng thì thị trường nó tiếp tục nó có những cái nhịp hưng phấn à, vào buổi sáng à, tuy nhiên vào à, tầm khoảng 11 giờ thì thị trường nó bắt đầu nó hạ nhiệt cái lại à, đầu buổi chiều thì thị trường nó cũng có một cái nhịp ép rất là mạnh vào tầm khoảng là 1 giờ 50, 1 giờ 55 đã nhiều ví dụ như là ngày hôm nay thì em thấy là có nhiều anh chị trung tâm khách hàng á ví dụ như cái thị trường nó ép cái nhịp này, ép nhịp tầm khoảng là 1 giờ 40, 1 giờ 50 á thì anh chị rất là sợ đã, nhưng mà sau đó thì nó có một cái nhịp kéo lên rất là tốt và dòng tiền ở phiên chiều thì nó vào rất ok đó, thì ngày hôm nay có thể gọi là một cái phiên test công tương đối tốt của thị trường. Đó, và ngày hôm nay thì anh chỉ thấy là một số những cái mảng cổ phiếu cái dòng tiền vào nó tốt thì mình không nói rồi nhưng một số những cái mảng cổ phiếu mà ngày hôm nay nó có cái vận động như này này thì ngày hôm nay chị, anh chị sẽ thấy là rất nhiều những cái mảng cổ phiếu nó sẽ có một cái phiên test cung. Đó, bởi vì thông thường những cái phiên test cung là thị trường nó sẽ lên trên lên xin nó đạt nó gần tầm khoảng gần 2 giờ hoặc là sau 2 giờ thì bắt nó kéo trở lại. đã thì ngày hôm nay giá ngày hôm nay thì em đánh giá là một cái phiên vận động à, khá là tốt của thị trường. À, thì cái dòng tiền ngày hôm nay thì nó thể hiện cái sự tích cực rất là tốt à, so với hai cái phiên vượt gần nhất ví dụ anh chị thấy là trong những cái phiên giao dịch ngày thứ à, à, tức là tầm khoảng 2 ngày vừa rồi á thì chị sẽ thấy là thanh khoản của thị trường nó khá là thấp Đó, bởi vì cái tình hình chung những những cái phiên vừa qua thì các cái mã cổ phiếu nó, nó, đa phần là tích lũy là chính à, nhưng mà ngày hôm nay thị trường thì cái dòng tiền nó vào nó tốt hơn à, và các cái mã cổ phiếu cái dòng tiền nó vào nó mạnh mẽ hơn à, so với những cái phiên vừa qua à, ví dụ như là một số những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán và dòng bất sản là hai cái dòng mà em, em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều thì ngày hôm nay thì buổi sáng thì những cái mã cổ phiếu cái dòng tiền nó đã tốt rồi ví dụ ngày hôm nay thì anh chị thấy là buổi sáng cái thằng Novaland là tiền buổi sáng là tầm khoảng 10 giờ 10 rưỡi là tiền nó đã đánh rồi. Bốn sản thì Cano LAND với là thằng Đắc Xanh. Đó, chứng khoán thì có một số những cái mã cổ phiếu như là thằng VCI này, VCI ngày hôm nay biên độ tăng rất là tốt. Và anh chị thấy là cái dòng tiền ngày hôm nay nó có sự gia tăng không? Sau những cái nhịp tích lũy gần 2 tuần của nó. Thì ngày hôm nay nó bứt cái vùng kháng cự và có một cái vùng rất là tốt. Đó, tức là cái dòng tiền lớn nó đã quay trở lại nó đã đánh với một số các cái mã cổ phiếu à, sau những cái nhịp tích lũy. Thì đây cũng là một số tín hiệu khá là tốt của thị trường. Mặc dù anh chị thấy là cái cái mặt vận động của thị trường ngày nay nó không quá tốt đâu về cái mặt điểm số ngày hôm nay thì trường nó không phải là một cái phiên tăng quá mạnh như vậy, nó chỉ tăng cả ba điểm thôi. nhưng mà khi mà chúng ta nhìn qua về cái mặt vận động, về cái mặt dòng tiền á, sau những cái nhịp tích lũy, thì cái dòng tiền nó bắt đầu nó đã vào đánh dần dần, dần một số các cái mã cổ phiếu rồi. đó thì em đánh giá là cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên cũng đối tới gần và nó cũng đúng, tức là và nó cũng đúng view với chúng ta trong những cái phiên vừa qua, tức là sau những cái nhịp điều chỉnh của thị trường, thị trường bắt đầu chuẩn lại các cái mã cổ phiếu tích lũy. À, thì khi mà khi mà các cái mã cổ phiếu nó có những nhịp tích lũy vốn thấp và nó đủ thời gian như hôm bữa em có nói với anh chị là các cái mã cổ phiếu hôm bữa giảm nóng với anh chị á là về các cái mã cổ phiếu nó đã đủ thời gian hết rồi hôm bữa em nói với anh chị là từ 8 đến 10 phiên đúng không thì bây giờ anh chị nhìn gần như là tất cả các cái mã cổ phiếu thì cái thời gian tích lũy của nó là gì là từ đa phần từ 8 đến 12 phiên hết rồi thì chỉ chơi gì chỉ chơi dòng tiền nó vào nó đánh rồi đó thì ngày hôm nay thì em thấy là cái điểm tích cực thì cái dòng tiền nó vào tương đối tốt ở một số các cái mã cổ phiếu đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mang tính chất thị trường và mang tính chất gọi là đại diện cho thị trường về cái mặt dòng tiền cũng là về mặt tâm lý đây dòng chứng khoán và dòng bất động sản thì em thấy là vận động ngày hôm nay là tương đối ok đã, nên là nhìn chung thì ngày hôm nay thì mặc dù cái chỉ số nó tăng không nhiều đâu. nhưng mà em vẫn để một cái tiêu đề là ngày hôm nay là gì? Em vẫn để cái tiêu đề là dòng tiền lớn. Dòng tiền lớn thì chị thấy là tức là mình không về cái mặt nhìn thị trường đó, thì chị thấy là thị trường nó tăng không nhiều. Nhưng mà cái dòng tiền nó, nó đã bắt đầu nó đánh vào một số các cái mã cổ phiếu rồi. Ok. Rồi, nhìn qua về cái mặt khói ngoại ngày hôm nay thì khói ngoại ngày hôm nay bán rồng cũng rất là mạnh nhưng mà chủ yếu là và bán VB thôi anh chị. Ngày hôm nay thì chủ yếu bán VB. Đã, nhưng mà nhìn chung thì thấy là khó ngoại hiện tại vẫn đang bán rồng cũng tương đối mạnh. Đã vẫn bán rất nhiều những cái mã cổ phiếu À, từ giang ngày qua thì cũng bán ra nhẹ nhìn chung thì cái dịp này thì à, dòng các cái dòng tiền khối ngoại thì nó nó bán rất khá là mạnh ha thì khối ngoại nó đã bán tầm khoảng là gần tháng qua rồi anh chị tức là bán 10 ngày gần nhất thì khối ngoại bán rất là nhiều nhưng mà à, tầm khoảng hơn gần gần một tháng qua thì khối ngoại cũng có những mức bán rất là mạnh đã, nhưng mà nhìn chung thì hiện tại là thị trường nó vẫn đang trụ khá là tốt về thế giới thì buổi tối ngày hôm qua thì vẫn chưa có gì mới nên là trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ không cập nhật lại về tình hình về thế giới ha Đó, thì cập nhật qua về cái tình hình thị trường ngày hôm nay là như vậy à, tóm chung lại về cái phần thị trường ngày hôm nay á, là ngày hôm nay là một cái phiên à, tăng điểm mặc dù thì cái mức mức độ tăng điểm nó không quá lớn à, nhưng mà về cái mặt dòng tiền thì nó tương đối tốt so với những cái phiên vừa qua Đó, cái thứ hai là gì cái thứ hai là cái dòng tiền nó đã bắt đầu nó tham gia trở lại sau những cái nhịp đi ngang rất là lâu ví dụ như một số những cái mảng cổ phiếu dòng trứng dòng trứng là một cái dòng tức là có những cái nhịp như vậy dòng chứng nó không phải là dòng dẫn đâu nhưng mà em rất hay nhìn dòng chứng bởi vì cái dòng chứng nó là cái dòng nó mang tính đại diện cho thị trường à, nếu chị nào đầu tư lâu vào tầm khoảng hai ba năm đổ lên trên thị trường thì chị sẽ thấy là khi mà thị trường lên á, thì dòng chứng khó nó không bao giờ đứng yên Đã, tức là mình hay nhìn dòng chứng nó à, có những cái nhịp thì dòng chứng nó là dòng dẫn nhưng mà có những cái nhịp dòng chứng nó chỉ tăng ít ít thôi nhưng mà nhìn cũng nó thì tức là mình khi mà nhìn dòng chứng á, mình cũng sẽ thấy được cái đặc điểm của thị trường lúc đó nó như thế này thì em thấy là ngày hôm nay thì một số những cái mặt của phiếu như visa nó có những cái mức tăng vượt kháng cự vốn vào rất là tốt hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu như ORS này VDS tiền vào OK này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như CTS này, OK này, HCM ngày hôm nay cũng vô rất là tốt. Đó, thì đó là cũng là một số tín hiệu cũng tương đối tích cực hay dòng bóng sản cũng tương tự đó, và dòng chứng khoán và dòng bóng sản là hai cái nhóm mình nó mang tính thị trường rất là lớn đó, nên là ngày hôm nay thì em thấy dòng tiền của thị trường tương đối là ổn ok rồi thì vậy thì cái mặt vận động của thị trường trong những cái phía sắp tới là như nào thì trong tầm khoảng hai ba video gần nhất thì em có nói với chị là cái vùng khi mà thị trường nó có những nhịp rung lắc và thị trường nó tích lũy và thị trường nó bắt đầu nó cân bằng thì đó sẽ là những cái vùng mình mua gì mình mua anh nhà, ví dụ trong cái video ngày hôm qua cũng như trong những cái video vừa rồi á thì em có nói chỉ là vùng này là mình canh mình mua thôi đã mua ít hay mua nhiều thì tùy theo với cái góc nhìn của anh vậy nhưng mà cái vùng này mà không qua còn mình không có nên sợ nữa. Nào ví dụ anh chị nào mà tự tin thì anh chị mua full margin hoặc là mua 100%, 100%. hoặc là anh chị nào sợ quá thì cũng phải gì cũng phải 50, 30, 50% gì đó chứ không phải là cái vùng này anh chị ngồi yên được bởi vì hiện tại thì các cái mã cổ phiếu nó đã tích lũy một cái vùng rất là đẹp rồi và thị trường nó sau một cái nhịp điều chỉnh và nó có những cái vùng cân bằng vùng thấp ví dụ như khi mà thị trường nó bán vùng lớn như vậy mà buổi sau tức là những cái phiên phía sau đó, nó tiếp tục nó bán tháo mà nó thủng cái mốc là một 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 tám mươi đi thì lúc đó mình mới sợ nhưng mà khi mà thị trường nó có những cái nhịp hấp thụ tốt và nó có những cái quá trình cân bằng như thế này thì đây không phải là một cái vùng anh chị quá sợ ok ha đã thì đó là à, để đánh giá với anh chị về tình hình trong dòng này à, thì sau cái phiên ngày hôm nay á, thì bởi vì chị là ngày hôm nay thị trường á, cái dòng tiền nó đã ok rồi đó tức là thị trường ngày hôm nay thì cái dòng tiền nó cũng đã tu nó tốt rồi nên là có thể là trong những cái phiên sắp tới thì một là thị trường nó có thể lên sinh thêm hai là thị trường nó có thể là về lại quanh cái vùng 1220 nó sẽ chẩn ở phía trên luôn tức là ví dụ anh chị thấy là thị trường ngắn hạn á em nói là trong ngắn hạn nha thì thị trường nó sẽ có một cái vùng kháng cự là quanh một thì nó sẽ có hai trường hợp một là sẽ tiếp tục lên sinh quanh cái vùng này một thời gian tầm khoảng một hai cây còn hai là thị trường ngày mai có thể tăng luôn bởi vì ngày hôm nay tiền nó đã đánh thì khi mà tiền nó đã đánh thì thị trường nó sẽ có một cái quán tính anh hiểu nhau tức là thị trường nó sẽ có một cái quán tính nó giống như là cây ngàn đây là một cái phiên rút lên một cái cây tết cung thì sau một cái phiên tết cung đó thị trường thì thị trường nó sẽ kéo tiếp thì kỳ vọng thị trường có thể là ngày mai nó sẽ chạm về quanh một sau đó nó sẽ chuẩn lại nó nó chuẩn qua cái vùng một đoạn ví dụ nó về trên này đó rồi là trên này một hai cây đi, ví dụ ngày mai nó về trên này rồi tầm khoảng từ cuối tuần này đến đầu tuần sau thì chúng nó sẽ chẩn quanh cái vùng 20 đó thì khi đó thì chúng nó sẽ lấy sức, nó sẽ về lại trên này đó thì đó là gì sẽ là những cái trường hợp tích cực nhất của thị trường trong những dịp sắp tới mà nhưng mà như em nói với anh chị á là bây giờ về cái mặt điểm số của thị trường á anh chị đừng có nhìn quá nhiều tức là anh chị chỉ cần quan tâm là thị trường nó đừng có thủng một nghìn vô lớn là ok còn lại anh chị cứ nhìn cổ phiếu nha tức là cái cổ phiếu nào có để mua thì múc cái cổ phiếu nào chưa có để mua thì ngồi yên chứ anh chị đừng có quan tâm về cái mặt điểm số bởi vì như em nói với anh chị là ngày hôm nay thị trường á nó tăng không nhiều nhưng mà chị thấy không ngày hôm nay này vci nổ hcm nổ Novaland HDC đất xanh đi lên rồi, tức là đã đi lên rồi, tức là nó đâu, nó đâu cần chờ thì rồi. Bởi vì các cái mã cổ phiếu nó đã tích lũy đủ, nó tích lũy ok, vol nó vol thấp xíu, vol tech công các kiểu thì những cái mã cổ phiếu nó đã đi lên rồi. Đã nên là như hôm bữa có nói với anh chị là nhiều chị có hỏi là ờ đạt ơi, có cần chờ phải chờ thị trường đi lên ngay không em? Tức là có phải là phải cần chờ thị trường đi lên luôn thì mới mua không em? Không không cần. Bởi vì khi mà thị trường nó chuẩn là nó cân bằng mà các cái mã cổ phiếu nó có điểm mua thì mình đã có thể mua rồi. Quý anh chị nào không có full margin thì anh chị mua tầm khoảng 50 70 trăm gì đó thì đó là tùy thuộc vào cái góc nhìn và cái cách quản trị rủi ro của anh chị. Nhưng mà chị phải canh mua các cái mã cổ phiếu miễn là thị trường nó không gãy 1080 với vốn lớn là ok. Đó thì em vẫn giữ tinh thần của thị trường trong cái nhịp uh, trong những cái phiên vừa qua là như vậy. Và thị trường nó vẫn đi nó vẫn đi đúng review của mình. Ok anh chị ha. ra thì đó là cái tinh thần của em uh, trong cái phiên ngày hôm nay. Kỳ vọng là ngày mai có thể là có một cái phiên tăng điểm tiếp. Đó, và nó chỉ về là quanh 1100 nó sẽ dẫn nó sẽ chuẩn tầm khoảng hai ba cây bởi vì nói gì nói đây vẫn là một cái vùng cạn ngắn ấy vậy bởi vì thị trường nó đã tạo hai đỉnh ngắn phía trên này thì khi mà thị trường nó về nó có thể là sẽ chuẩn tầm một hai cây gì đó đã sau đó nó sẽ tiến về bên trên ok thì đó là cái mặt hoạt động của thị trường rồi tiếp theo em sẽ nhìn qua về một số các cái ngành và em sẽ review lại một số các cái mã cổ phiếu mà em đã hướng dẫn chị mua trong những cái phiên vừa qua đã tức là tầm khoảng hai ba bữa nay thì em nói chỉ mua nè, nói chung cái vùng này chỉ có mua thôi ok thì ngày hôm nay em sẽ review lại một số các cái mã cổ phiếu thì vẫn quanh quanh một số những cái mã cổ phiếu chính thôi anh chị tức là nhiều lúc anh chị khi mà chị tức là em thấy là trong cái nhịp này á nhiều lúc anh chị quan tâm quá nhiều ngành tức là thị trường nó 10 ngành anh chị cũng nhìn hết 10 ngành nhưng mà như em nói với anh chị là cái nhịp này á anh chị cứ quay quanh là một vài ngành cơ bản là chính tức là một vài ngành ok nhất rồi mình lọc các cái mã cổ phiếu mình chỉ xoay quanh một số các cái mã cổ phiếu là anh chị cũng đánh đà đánh đời rồi bởi vì tiền mình có hạn chứ không phải là tiền mình tiền quá nhiều và mua nếu mình có mua thì mình cũng mua tầm khoảng năm bảy mã thôi chứ không phải là mua 15 20 mã đó nên là nhịp này thì chỉ cứ xô anh xoay, xoay một số các cái mã cổ phiếu chỉ đánh xoay vòng là ok rồi thì ngày hôm nay thêm em thì sẽ review lại một số các cái mã cổ phiếu chú ý ha đầu tiên là dòng chứng ok dòng chứng thì ngày hôm nay có vci hôm bữa thì em có nói với chị là nếu mà dòng chứng nó vượt cái cản cái đầu tiên á thì mới là thằng vci thì nó đã về cản rồi đã tức là thằng vci là nếu bây giờ anh chị nhìn hiện tại nha em ví dụ một số những cái mã cổ phiếu như thằng gì thằng 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 thằng, thằng HCM đi thì khi mà nó chạm về phía trên này nó sẽ gặp một cái cản ngắn của nó hay là những cái mã cổ phiếu như thằng VND đây, à, khi mà nó chạm về cái vùng kháng cự nó, nó sẽ gặp một cái cản ngắn của nó. Tức là những cái mã cổ phiếu nó chỉ đang về cái nhịp chỉnh của nó tầm giai đoạn tầm khoảng đầu tháng 10. Nhưng mà thằng VCI thì ngày em à, tức là trong cái nhịp rồi thì nó đã về cản rồi. Tức là nó có thời gian tầm khoảng 2 tuần để nó chỉnh lại nó hấp thụ qua cái vùng đỉnh đấy rồi. Đó là ngày hôm nay đã đánh vượt cạn Nó thì ngày hôm nay thì cái mã cổ phiếu này có một cái mức tăng điểm rất là tốt. Thì VCI thì hôm bữa báo gì là mua tầm khoảng 40.541 đúng thôi Roman thì cũng có mua. Lúc em thì cũng mua canh mua thì visa tầm khoảng 41 đó, thì, thì thì có một cái mức tăng điểm rất tốt tức là em thì mượn cho anh chị những chị khách hàng mua trong vùng này, này. Đó, cũng khá là ok đó, thì kỳ vọng thì với cái dòng tiền lớn nó đã đánh như này á, thì cậu kỳ vọng VCI á, nó sẽ về là cái phía trên này đã tầm giá tầm khoảng 45 mà 45 đến tầm giá xem này đã tầm khoảng tầm giá tầm khoảng 45 46 về lại trên này đó thì để mà xem về cái vùng cảnh nên như này thì nó sẽ hấp thụ như này nhưng mà kỳ vọng là trong cái nhịp tới thì nó ít nhất nó sẽ về tầm khoảng 46 47 phía trên đó, còn nó có về thẳng về vùng cái đỉnh đỉnh cổ tầng khoảng 51 hay không thường thường mình tính tiếp nhưng mà mình là cái gáp là quanh tầm khoảng 46 47 sẽ làm cái một cái kháng cự tương đối mạnh của con này rồi một số những cái mặt cổ phiếu như ORS nào ORS ngày nay cũng tiền vào tốt nha thì kháng cự là bằng cái vùng này đó, tức là hiện tại chị nhìn những cái mặt cổ phiếu nào á, mà nó chưa về cái đỉnh kháng tức là chưa về cái đỉnh mà cái nhịp điều chỉnh tầm khoảng đầu tháng 10 á, tức là tầm khoảng ngày 11 12 tháng 10 á, thì ngắn hạn nó sẽ cái vùng này nó sẽ là một cái target ngắn hàng của cái cổ phiếu đó tức là nó về cái vùng đó nó sẽ chậm hoặc là tích lũy gì đó nhưng mà nó sẽ chạy về quanh cái vùng này ok đó ok đó tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu như VDS đó thì nó sẽ chạy về chạy về quanh cái vùng này rồi những cái mặt cổ phiếu như CTS đó kháng cự ngắn của nó quanh cái vùng tầm khoảng 30 đó rồi tiếp theo là HCM HCM ngang luôn đã đánh rồi đó. đó thì kháng cự ngắn tầm khoảng 32 đó thì anh chị tức là hôm nếu hôm bữa giờ anh chị mua hôm bữa em hướng dẫn chị mua thì mua gần cái này thì có thể còn những cái mặt cổ phiếu này nó chạy rồi thì bỏ qua anh anh chị cũng không cần đu những cái mặt cổ phiếu như VCI đâu chị cũng không cần đu những cái mặt cổ phiếu nhắc CM tức là những cái mặt cổ phiếu nào nó đã chạy rồi mà nó đi lên rồi và nó cách xa cái nền không bữa cho tích lũy á thì chị bỏ qua. Đó chị nào canh những cái mặt cổ phiếu nếu chị muốn mua thì nhóm này còn cái mặt cổ phiếu tức là nếu anh chị còn muốn mua với những cái mặt cổ phiếu này thì mới là để mà nhìn qua một số những cái mặt cổ phiếu này là ổn á thì mới là canh chị có thể theo dõi thằng Vít này. Đó thằng Vít thì hiện tại nó vẫn gần cái nền này của nó, tức là tức là cái mặt cổ phiếu này là một cái mặt cổ phiếu nó tích lũy trên kháng cự anh chịu là những cái mã cổ phiếu nào tích lũy trên kháng cự hoặc là tích lũy quanh kháng cự á, lúc nào nó sẽ tốt nó sẽ tốt hơn là tích lũy nó quá xa kháng cự nha bởi vì khi mà những cái mã cổ phiếu nó tích lũy quá xa kháng cự thì khi mà nó về kháng cự nó sẽ chuẩn tiếp nhưng mà những cái mã cổ phiếu này cái lực nó tốt và cái xu lượng nó khá là ok nên là thằng vít thì mới là quanh 17 quanh quanh 17 thì chị vẫn có thể lấy được vân này rồi đó thì đó là một số các cái mã cổ phiếu hoặc là agr cũng tương tự agr nếu chị mua quanh cái vùng này thì kỳ vọng nó có thể về tầm khoảng 17 17.1 ok ha đó, nói chung là chị làm sao chị mua gần cái này này đừng có mua quá xa còn những cái mà cổ phiếu nào nổ rồi, nổ rồi thì bỏ canh những cái mà cổ phiếu mà nó chưa chạy á đó thì chị canh đó thì mình là những cái mà cổ phiếu dòng chứng khoán thì anh chị các hàng thì cứ giữ ha còn fs thì em thấy nó cũng tương đối đẹp này SHS này nhưng mà nó hơi chậm đó, kỳ vọng nó sẽ nổ cây về tầm khoảng 20 đó thì những cái mà cổ phiếu chứng khoán thì em nghĩ là các cái mà cổ phiếu nó vận động tương đối ổn nên là chỉ có các cái mà cổ phiếu thì cứ nắm nó cứ nắm về những cái vùng target ở phía trên của nó thì chừng nắm theo dõi theo dõi, theo dõi xử lý sau. Đó, ok. Rồi thì các cái mã cổ phiếu chứng khoán thì nhiều nãy như nhìn qua thì hiện tại thì nếu mà để coi điểm mua thì em đánh giá là nếu mà nó có thì em có thằng vít Thằng vít thì em nghĩ là nếu mà anh chị mua qua cái vùng này thì kỳ vọng nó cái target của nó tầm khoảng 18.5. trên 18.5, tầm khoảng 19, 19 20 về lại bên trên này. Ok, đó, nói chung là hoặc là AR quanh cái vùng này, quanh tầm khoảng 10, 16 là cái vùng này thì chỉ có thể canh còn các cái mã cổ phiếu như là những cái mã cổ phiếu như VCI hoặc là các cái mã cổ phiếu mà hôm bữa giờ nó chạy á thì em đã hướng dẫn với chị các điểm mua trong những cái video vừa rồi rồi đó nên là chị nào mua được thì chị cứ cầm nha chưa có vấn vấn đề gì quá lớn đó đó nhưng mà hôm bữa em nhấn mạnh với chị rất là kỹ với thằng VCI đúng không VCI quanh tầm khoảng 440 là 40 41 thì em nhấn mạnh gì là vùng này vùng mua rồi đó, nói chung là em rất là tâm đắc với thằng này À nên anh chị có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ ha rồi có cái, cái mã cổ phiếu còn lại thì em thấy là vẫn ok anh chị có con nào thì cứ nắm con đó thôi từ thường nó sẽ chạy tức là các cái mã cổ phiếu khi mà nó lên chị nó có thể là nó chạy lần lượt nha ví dụ ngày hôm nay tiền nó vô nó đánh vci ngày ngày hôm nay tiền nó vô nó đánh tc hay là ores hoặc là ct chẳng hạn tức là ngày hôm nay tiền nó vô nó đánh những cái con này nhưng mà ngày mai thì nó có thể đánh những cái con khác ví dụ ngày mai ngày mai thì nó có thể đánh ssi vnd hoặc là nó đánh những cái mã cổ phiếu như gì những cái mã cổ phiếu như vix vix ngày hôm nay chưa có đánh nào, với ngày hôm nay chưa nó vẫn đang tích lũy đó ngày mai thì nó có thể linh chuyển luôn chuyển sang những cái mặt cổ phiếu này đã nên là chỉ cứ từ từ nói chung là ai cũng phải sẽ có phần nên là đừng có quá lo rồi tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu bóng sản bóng sản thì hôm bữa thì phải nói chuyện nói chuyện tầm khoảng năm sáu mã đúng không Novaland HDC Đắc đã thì hôm bữa em tức là ba con mà em nói với chị là ba con ngày mai đã chạy rồi mà em như em nói với chị là những cái mặt cổ phiếu nào chạy rồi thì không đu nha như em nói với chị là cái nhịp này á, mình chỉ mua ở nền thôi còn những cái mà cổ phiếu nào đã đánh lên thì không có đu nha. Nói chung cứ để nó chạy anh chị nào có hàng thì cứ cầm. À, Novaland thì uh, Novaland thì là cái 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 vùng cạn ngắn của nó quanh giá tầm giá tầm khoảng 18. Nếu mà nó về 18 mà nó không gặp áp lực bán quá lớn nha anh chị thì kỳ vọng nó có thể về tầm khoảng 20 21 phía trên này. Nên anh chị có gì cầm tạm cầm được ha. Novaland thì sau những nhịp tích lũy của nó anh chị anh chị đếm đúng nè. Hôm bữa em có nói với anh chị là các cái mã cổ phiếu nó sẽ tích lũy từ 8 đến 10 phiên đúng không anh chị nhìn này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 này, 7 8 9 tích lũy đúng 9 phiên nổ này. Anh chị hay, hay là đất xanh chị đếm này. Nếu tính tích lũy từ cây này này, 4 này, 6, 9 phiên là chị thấy nó nổ không? Đã nên là vì nên là cái số phiên tích lũy từ 8 đến 10 phiên là không phải là tự nhiên mà nó có. À mà anh ví dụ gì chị nào đánh nhiều thì anh chị sẽ biết một cái mã cổ phiếu mà tích lũy mà ok á thì nó phải tích lũy từ tầm tầm khoảng 8 đến 12 phiên. Đã thường là quanh quanh cái vùng đó thì những cái mã cổ phiếu tích lũy như vậy thì có thể là ổn ok thì ba cái mã cổ phiếu mà em nói chị không vừa đi mua ví dụ novaland hôm bữa nói chị mua quanh 16 hoặc là hdc quanh 34 hoặc là những cái mã cổ phiếu đất xanh quanh 20 thì chị có hàng cứu giữ nha ta của đất xanh này thì có lẽ là về quanh đỉnh cũ là tầm khoảng 23 nói dụ nó chạy thì không phải không phải là nó chạy một thẳng một mặt về nó về về thẳng 23 chị có thể nó lên nó chỉnh cây nó lên chỉnh nó cây như vậy đó nhưng mà về kháng cự ngắn là tầm khoảng 23 rồi tiếp theo hdc hdc thì nghĩ là nó đang gần kháng cự rồi tầm khoảng ba ba nha ok rồi tiếp theo là một số những cái mã cổ phiếu này nói chung những cái mã mạc... rồi ha. dg dg thì uh, em thấy là hơi khó mua anh chị có thì mình nghĩ là có cầm thì nên cầm đi hơi khó mua bởi vì cái nền của thằng dg nó hơi lỏng tức là cái nền của thằng dg nó hơi lỏng và nó hơi, hơi khó mua một xíu đó nên là cái mã cổ phiếu này chỉ có cứ cầm nha rồi các cái mã cổ phiếu bóng sản thì liệu các cái mã cổ phiếu nó còn để mua hay không à, điểm xem thằng à uh, nam long như này. Uh. nam long bây giờ bây giờ anh chị mua thì cũng hơi gần cản xíu chứ. nam long thì không đẹp đã nói chung là những cái mã cổ phiếu mà mượn có nói gì là những cái mã cổ phiếu Novaland, Đất Xanh, uh, Đất Xanh HDC thì nó nổ đúng không? Các cái mã cổ phiếu còn lại thì ngày hôm nay thì em nhìn một số các cái mã cổ phiếu nó cũng có một cái phân tích lũy rất là đẹp á. Ví dụ như một số những cái mã cổ phiếu như SCR này thì em là cái phân này nó vẫn có thể nó vẫn có thể nổ. Nên chị có quan tâm thì SCR thì nó cũng có thể nổ nha. Nhưng mà những cái mã cổ phiếu em tâm đắn nhất thì ngày hôm nay nổi rồi. Ví dụ Novaland, HDC Đất Xanh thì nó nổ rồi. Thì chỉ có anh cứ cầm. Còn nếu anh chị nào chưa có những cái mã cổ phiếu bất sản nào thì chị có thể lưu thằng em xem thử nha sell thì em thấy là hơi bị dao động á chị sell thì em thấy là cái cung cầu nó nó hơi bị dao động á mà những cái mà cổ phiếu nó bị dao động như thế này nó đánh mệt đó tức là em không nói thằng sell nó yếu đâu nha nhưng mà bởi vì thằng sell nó bị đang bị cái vấn đề về cái cái lượng phát phát hành thêm của nó về nên là anh chị thấy nó bị dao động không nó bị dao động thì nó sẽ cái lực đi lên nó bị yếu á nên là từ cái mã cổ phiếu này từ, từ 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 từ, từ tính sau nhưng mà mỗi lần anh chị anh chỉ có thể lưu với thằng SCR được SCR ngày mai ngày mai có thể nổ nha đó, thì nó như là với cái vận động ngày, ngày mai có thể nổ đó, nếu chị quan tâm bóng sản còn DG thì mới làm cái vùng này mua không đẹp bởi vì cái nền nó hơi ngắn chứ nền nó hơi bị lỏng lỏng sao đó, đó nói chung là nhờ một số những cái mặt cổ phiếu của động sản thì gần như hết đó, nên anh chị nào có quan tâm thì có thể SCR theo dõi SCR thôi rồi à, tiếp theo thì có nhóm uh, bất động sản chứng khoán rồi, nhóm khu công nghiệp ok khu công nghiệp thì ngày hôm nay thằng uh, GAC ngày hôm nay nổ này ngày hôm nay, thằng ghét nó đánh một cái form giống như VCI á ok ha rồi đẹp này HSC thì vượt đỉnh rồi HC để điểm xem từ ngang qua lắp ghép cho ngang qua lắp ghép rồi HTC ngày em nay thì nó vẫn ok đó thì chỉ có hàng cứu chữ ha nếu mà cái mặt cổ phiếu này chạy luôn thì bỏ còn nếu mà nó có một cái nhịp tích lũy trên kháng cự mà cái vô nó thấp thì có thể mua tức là sao tức là như ông nói với chị là nếu mà cái mặt cổ phiếu này nó có một cái nhịp tích lũy lại thì thì mua còn không thôi bỏ còn chỉ có cái cầm nha có thì cứ cầm rồi ngày mai thì chị em nghĩ là nếu chị không mua được với thì chị có thể canh gì VGC có thể canh gì KBC là hàng này là ngày em nay thì VGC có một cái phiên tích cung khá là đẹp anh à, nhà có một cái phiên tích cung khá là đẹp và đang tích lũy quanh kháng cự tức là những cái mà cổ phiếu nào tích lũy quanh kháng cự là một cái nhịp tích lũy ổn quá vậy tức là cái nhịp tích lũy quanh kháng cự là một cái nhịp tích, nhịp tích lũy tương đối tốt nên mình là ngày mà ngày mai mà quanh tham chiếu tức là anh chị mua đúng thì anh chị phải mua ngày hôm nay nhưng mà ngày, mà ngày mai chị là nếu mà cái mặt cổ phiếu này không nổ thì ngày mai chị vẫn có thể lấy bởi vì ngày hôm nay một cái phiên tới công ngày mai khả năng nổ là cao nha nên là ngày mai nếu chị canh thì chị mua sớm canh mua sớm quanh tham chiếu hoặc là đừng có chạy quá 0,5% là được ok với vkc này kbc kbc ngày hôm nay cũng có một cái phiên tới công khá là đẹp Đó, cái kênh của thằng kbc thì nó hơi xuống hơi xuống tức là sao ví dụ như thằng thằng KBC nếu mà cái phơ mà nó đẹp á thì nó phải tích lũy quanh cái vùng này, anh à, dạ, chị không tức là những cái mà cổ phiếu như VGC á, thì chỉ cần mà nó vừa cái đỉnh này thôi là nó bao la anh à, em dạ, ví dụ như chỉ cần nó vừa cái đỉnh này thì nó sẽ về bên trên tầm giá tầm khoảng 5, 5 9, 60 là bình thường nhưng mà thằng KBC á, em ví dụ như là bởi vì cái kênh của nó là kênh giữa nó không phải là những cái mặt cổ phiếu cái kênh nó quá trên đó nhưng đây là sắp tới nếu mà nó kỳ vọng về tầm khoảng 34 35 là chính anh như không? tức là mặc dù những cái mặt cổ phiếu này có thể chạy như nhau nhưng mà về cái trên á thì em nghĩ là vàng VGC nó sẽ ngon hơn thằng KBC đó còn nghĩ là về cái tính đầu cơ thì hai con này nó như nhau nói chung là cái tính đầu cơ là hai mấy này mà nó chạy nó rít một phát là nó anh chị cũng lạ rất là ok đó ok đó thì hôm bữa thì em nói chỉ là VGC với KBC thì ngày hôm nay nó có những nhịp rút lắc Anh chị vẫn có thể canh hoặc là ngày mai mà nó không có nổ quá sớm mà nó quanh đầu phim mà vẫn quanh 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 giá đó thì chị vẫn có thể lấy được với hàng này đó, hoặc là chỉ có quan tâm GVR cũng được GVR vẫn đang ở vùng mua và hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BHR vùng này vẫn đang là vùng mua với những cái mặt cổ phiếu khu công nghiệp nhưng mà để lọc ra hai cái mặt cổ phiếu ok nhất thì mình gặp VGC với là KBC nha còn IDC thì cũng được nha anh chị IDC là cũng ok IDC đang có một cái phiên ngày hôm nay cũng có một cái phiên tết cung rất là đẹp thì khả năng cao nha thì khả năng cao ngày mai khu công nghiệp rất dễ nổi nha anh chị bởi vì ngày hôm nay em thấy là VGC KBC GVR BHR IDC đều tết cung đều tết cung hết thì ngày mai buổi sáng mà tiền vô tốt thì những cái mặt cổ phiếu nó có thể nổi luôn đó nên là ví dụ ngày mai thì chị đặc biệt lưu ý những cái mặt cổ phiếu khu công nghiệp tiếp đây À, nói chung là điểm mua những cái mặt cổ phiếu như khu công nghiệp thì hôm bữa giờ hôm qua giờ nói với chị rồi à, nhưng mà nếu mà ngày mai mà những cái mặt cổ phiếu này hiện tại thì em đánh giá là nó vẫn chưa nổ mà chưa nổ gần nền thì vẫn là gì vẫn là vùng mua nên là ví dụ ngày mai mà anh chị nào mà buổi sáng nó không tăng quá mạnh thì tầm khoảng chín giờ mười lăm chín giờ hai thì nó không chưa tăng thì chỉ canh mua vẫn ok nhưng mà nó sẽ bị trễ một t nha ok đó thì đó là những cái mặt cổ phiếu khu công nghiệp khu công nghiệp rất ok á à, nên là anh chị nào không có canh được những cái mặt cổ phiếu bất động sản hay chứng khoán thì canh dùng khu công nghiệp nha, khu công nghiệp ổn nha. Rồi tiếp theo những cái mặt cổ phiếu dòng mà dòng, dòng dầu khí đi ha, nhiều khi anh chị lan quanh một số những cái mã cổ phiếu thường nguồn thôi rồi đầu tiên có BVD BVD á như anh vậy là bởi vì những cái mã cổ phiếu ngày qua là nó nổi dưới nên thường những cái mã cổ phiếu như BVD á, là thường nó sẽ có rũ tức là sẽ có một cái rũ, một cái vòng cung nhỏ nhỏ như này anh chị à, như này à, hoặc là những cái mã cổ phiếu nó sẽ tích lũy, tích lũy lại tầm khoảng hai ba cây thì anh chị nên chờ nó tích lũy hoặc là nó có rũ anh chị mua ok à, nó cũng chưa có chạy đâu những cái mã cổ phiếu như BVD thì hiện tại nó vẫn đang là tích lũy quanh kháng cự anh những cái mà cổ phiếu tích lũy quanh kháng cự nó sẽ tốt nha anh chị nó không có yếu đâu nha những cái mà cổ phiếu tích lũy quanh kháng cự là nó ok á nó, nói chung là không biết khi nào lên thôi nhưng mà những cái mã cổ phiếu mà chấp nhận giữ giá quanh kháng cự là nó tốt bởi vì chỉ biết vì sao nó tốt không là bởi vì những cái mã cổ phiếu mà nó về kháng cự là nó bị áp lực bán mà ví dụ nay vẫn giữ giá quanh cái vùng này tức là biết là ờ à, là lái nó chấp nhận nó giữ giá nhỏ lẻ mày mày bán bao nhiêu tao mua hết là ok anh chị nhưng không còn ví dụ như cái mã cổ phiếu nó yếu là ví dụ nhỏ lẻ bán là nó sẽ thả lại nhưng mà những cái mã cổ phiếu nó ờ à, mày bán bao nhiêu tao hết vô nhỏ nó ví dụ mấy thằng lái nó là à, về kháng cự mà tụi mày bán đúng không là tao mua nó mua nó mới giữ được giá chứ nhỉ đúng không nên là những cái mặt cổ phiếu tích lũy quanh kháng cự thì những cái mặt cổ phiếu như bvd này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như bvs là những cái mặt cổ phiếu nó giá rất là cao tại thì nếu anh chị nào đánh những cái con mà nó cơ bản xíu thì cứ bvs bvd mà cứ cứ chơi thôi nhưng mà dòng dầu khí thì hơi có đánh nhưng mà em thấy là cái trend của những cái mặt cổ phiếu tương đối mạnh nha dòng dầu khí là một cái giống ngành em nghĩ là nếu mà nó vào sóng thì những ngành này tương đối ổn á à, nhưng mà nghĩ là về ngày mai anh chị nên chờ tích lũy hoặc là chờ một nhịp rũ thì mua nó sẽ ok rất là nhiều Ok, đó là những cái mặt cổ phiếu dầu khí ha. Rồi tiếp theo những cái mặt cổ phiếu dòng thép. Dòng thép thì bởi vì ngày hôm qua thì nó bị một cái là nó nó nổ bị fail. Nên là hiện tại thì em vẫn chưa tìm được cái điểm mua những cái mặt cổ phiếu dòng thép cho anh chị. Nên là những cái mặt cổ phiếu dòng thép thì em đang đợi những cái mã cổ phiếu này tích lũy thêm. nếu mà có tích lũy thì mua còn không thôi. Ok ha. Nam Kim hoặc là những cái mã cổ phiếu như HBG hoặc là như Hoa Sen á, thì em thấy là cái nền của nó, nó hơi lỏng chứ hơi lỏng nên là em tức là em, đang sợ em đang đợi cái sự cân bằng nó tốt hơn nhưng mà nghĩ là những cái mặt cổ phiếu dòng thép là bởi vì ngày hôm qua nó nổ nó bị rút tức là những ngày qua những cái mặt cổ phiếu nam kim này nó nổ nó bị rướng này hoặc là những cái mà cổ phiếu như hoàng phát khi hoa nó nổ mới nó bị đạp buổi chiều á nên là sau những cái phiên bị đạp đó thì mới là nó phải tích lũy tâm khoảng tầm khoảng một hai cây thì mới là các cái mà cổ phiếu nó sẽ xuất hiện mua thì nhóm này thì em nghĩ là cứ canh những cái mà cổ phiếu nam kim hoặc là hoa sen mà canh đó đã vẫn nên tới lại nhóm thép thì nếu vẫn ổn nha rồi, điểm mua thì mới là đợi một hai phiên nữa như thế nào rồi dòng thủy sản đi thủy sản thì thấy là vẫn chưa có gì mới đó, rồi nhưng mà vẫn ok à, nói chung là em chỉ nhìn qua để những cái mặt cổ phiếu nào có đẹp đẹp thì em sẽ cập nhật với anh chị Cảng biển thì em thấy cũng ổn nhưng mà cảng biển thì thấy là cái nền nó hơi lỏng và cái kênh của nó hơi dưới này em không thích cho lắm nhưng mà anh chị nào có hàng anh chị nào mua quanh cái nền này thì cứ nắm giữ nha quanh cái nền này cứ nắm giữ à, kháng cự ngắn là phía trên này rồi tiếp theo những cái mặt cổ phiếu nhà đầu tư công ha. đầu tư công thì cũng ok nè đầu tư công ngày hôm nay có HTN ok nè nhưng mà hơi lỏng không có điểm mua đâu C2 ngày hôm nay nó bị nó nổ bị hở gap mà nổ bị hở gáp thì để xem á bởi vì thông thường chỉ luôn là những cái mã cổ phiếu như C2 này nha tức là nó điểm mua thì không có đâu nhưng mà chị nào đang nắm giữ á thì những cái mã cổ phiếu này như C2 này ngày hôm nay nó nổ vô nó đã vô rồi thì những cái mã cổ phiếu nó vô nó nổ nó đã vô như thế này á thì ngày mai nó phải giữ được giá và nó kéo luôn tức là em gọi là một cây nó nổi bù thêm thì nó sẽ ok còn ví dụ anh chị thấy là trong những cái phiên sắp mà tự nhiên nó quay về lại vùng giá tầm khoảng 17.5 thì anh chị nào mà mua ví dụ anh chị nào có lỡ mua cây ngày hôm nay á, thì anh chị nên tạm thời anh chị bán ra bởi vì thông thường những cái mà cổ phiếu mà anh chị đu tức là những cái mà cổ phiếu nó nổi nhưng mà nó quay ngược về lại thì nó sẽ lên dần thêm một đoạn nó sẽ lâu Đó, ok à, nhưng mà xấu thì nó vẫn chưa xấu vcg này những cái mà cổ phiếu đầu tư công ngày hôm nay thì anh thấy nó dở một cái là nó nó nổ bị hở gác tiền vô tốt mà nổ bị hở gáp như thế này á thì ví dụ như là những cái phiên sắp tới mà nó nó giữ được giá thì ok tức là dùng nó vẫn giữ được giá thì ổn vậy còn ví dụ như là nó bị bán ngược lại thì nó là không quá đẹp nào với nhóm đầu tư công ha đầu tư công thì ngày hôm nay nó nổ hơi dở ngày hôm nay nó nổ hơi dở nhé Nó nó hơi dở nên là ví dụ anh chị nào mua gần cái này thì ok còn vùng này thì mới là vẫn họ không nên đu đâu. không nên đu với những cái mặt cổ phiếu này nha ok đầu tư công thì để xem một hai phiên sắp tới nó như thế nào nhưng mà ngày hôm nay thì các cái cái mặt cổ phiếu nó nổ hơi rướng xíu không quá đẹp rồi đã quan quanh một số cổ phiếu đó thôi anh chị đã cập nhật về một số những cái mã cổ phiếu à, điểm lại cho mọi người à, những phân bón như này phân bón này. ngày hôm nay những phân bón ví dụ DGC anh chị hoặc là những cái mã cổ phiếu đạm phú mỹ này đạm cà mau thì ngày hôm nay em thấy là nổ cũng hơi rút tức là nổ có gáp nổ có gáp anh chị nổ có gáp mà nổ hơi rướng xuống nên thì là cũng không có quá tốt ok đó nên phải đợi nói chung là chị mua anh chị mua gần nền còn cuối dụ còn nó nổ như vậy, thì chị tức là chị uh, bỏ qua tìm để mua những cái mã cổ phiếu khác ha. rồi chứ là những cái mã cổ phiếu ngành ngân hàng đi ngân hàng thì em thấy là vẫn đang cân bằng, ngân hàng thì ngày hôm nay tiếp tục cân bằng vốn thấp ha, và nói chung là cân bằng như này ok, đừng có giảm quá mạnh là được. Ngân hàng thì ngày hôm nay em thấy là tích lũy cộng trừ quanh quanh tham chiếu cộng trừ một hai phần trăm thì như là ok rồi anh chị, đừng có giảm quá mạnh. Rồi thì cập nhật qua một số những cái vận động như vậy cho anh chị. Thì sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy cái điều gì? Rồi điểm lại ngày hôm nay, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy cái điều gì? Ngày hôm nay là một cái phiên tăng điểm không quá mạnh về cái mặt điểm số, à nhưng mà cái dòng tiền thì em thấy là xuất hiện ở một số các cái nhóm cổ phiếu. À, bởi vì dù là trong tất cả các cái nhịp rung lắc nào và trong tất cả trước tất cả các cái nhịp đi lên nào thì thị trường nó cũng sẽ có dòng tiền nó đánh trước à, nó sẽ có dòng tiền nó đẩy vào vào trước một số những cái mã cổ phiếu thì hôm nghe ngày, ngày hôm nay thì mình thấy là cái dòng tiền nó đẩy vào khá tốt những cái mã cổ phiếu như chứng khoán là bóng sản đó, ok đó còn các cái mã cổ phiếu còn lại thì em thấy là nó vẫn đang tích lũy đó, thì những cái mã cổ phiếu mà nó chạy rồi thì chị bỏ qua ví dụ như là anh chị nào muốn dù trong những cái phiên tới anh chị muốn mua những cái mã cổ phiếu dòng chứng thì những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay mà nó nổ rồi á, thì chị không nên đu đâu đâu cứ canh những cái mã cổ phiếu còn lại mà nó chưa chạy nó gần nên chỉ mua ví dụ này em nói một số các cái, cái mã cổ phiếu như là thằng vít này hoặc là những cái mã cổ phiếu như AGR thì nó vẫn là ok hay là những bóng sản thì cái SL khu công nghiệp thì vẫn rất là nhiều ví dụ như BHR rồi IDC VGC KBC rất là nhiều đó. thì các cái mã cổ phiếu còn lại thì những cái mã cổ phiếu nào nổ thì bỏ qua anh chị không nên đâu canh những cái mã cổ phiếu mà nó đang tích lũy đó thì em thấy là ngày hôm nay thì là một cái phiên tương đối tốt thì kỳ vọng trong những cái phiên sắp tới thì có thể là kỳ vọng nó có thể tích lũy thêm hoặc là được thì nó có thể là nó ngày mai nó tăng luôn ngày mai nó tăng luôn tiền vẫn ok là nữa thì nó để quanh về là quanh một một, một, một một hai một bên trên này để lấy đà lấy đà này nó về là một một một, một ok đó thì đó là về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay anh chị nắm qua mà nói chung là các cái mặt cổ phiếu thì em đã kiến nghị với anh chị trong tầm, tầm, khoảng hai ba bữa nay rồi đó, ví dụ anh chị nào mà hôm bữa giờ anh chị xem video á thì nói chung là tầm khoảng em nghĩ là ngày mai ngày, ngày, mai là hàng anh chị về rồi bữa nay bữa nay với là ngày mai là hàng nhiều anh chị cũng đã về rồi đó nên anh chị có các cái mặt cổ phiếu thì anh chị cứ giữ nè ví dụ như hôm bữa em, em nói với chị là kỹ thằng VCI đúng không Đấy ví dụ hôm bữa ông nói trực kỹ thằng chị Visa tầm giá tầm khoảng 40 đúng không? Mà 40 mà bây giờ đây này, bữa cái này. À, 40 mà nếu chị mua 40 đi thì bây giờ chị lại tầm khoảng bao nhiêu? Tầm khoảng 80% là cũng ok. Đó, hoặc là những cái mã cổ phiếu bóng sản đi bóng sản mà những cái mã cổ phiếu ông nói ngày hôm nay cũng nổ rồi. Đó ví dụ hôm bữa đất xanh qua cái vùng này thì chị có chữ cần. nhưng mà nghĩ là trong những phiên sắp tới thì để mà tìm đi mua những cái mã cổ phiếu chứng khoán bóng sản những cái mã cổ phiếu mà nó nó chưa chạy thì nó sẽ hơi khó. Bởi vì những cái mã cổ phiếu tốt nhất, những cái mã cổ phiếu ok nhất thì ngày nay nó, nó đã nổ rồi. Nó đã chạy rồi đó thì anh chị có thể lưu sang những cái mặt cổ phiếu còn lại nó chưa chạy hoặc là anh chị có thể nhìn dòng khu công nghiệp này khu công nghiệp nghĩa là ngày mai cái khả năng nổ nếu mà buổi sáng mà ok nha dòng tiền vào tốt thì nghĩa là ngày mai thì cái dòng tiền nó có thể đánh như cái dòng khu công nghiệp á bởi vì ngày hôm nay ngày hôm nay em lưu qua một phát nhận thấy là dòng khu công nghiệp ngày hôm nay có nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tích tung nó đẹp ngày mai là có thể là một cái phiên nổ khá là đẹp ok của những cái mặt cổ phiếu công nghiệp nên là ngày mai thì anh chị đi lưu lưu ý kỹ với nhóm này, này giúp em nha khu công nghiệp ok á rồi quan tâm một số cổ phiếu đó thôi hoặc là dầu khí thì phải đợi thêm À, thép thì phải đợi thêm tích lũy một hai phiên nữa thì em sẽ cập nhật với anh chị sau đó, nhưng mà nhìn chung thì nó thằng em là, là tương đối ổn rồi đó, thì tinh thần như vậy à, để cập nhật với tất cả các anh chị nhà đầu tư ha rồi à, có gì thì em sẽ cập trong với khách hàng đó, anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong khách hàng á, thì trong phiên thì em sẽ kiến nghị các cái điểm mua bán nó kỹ hơn bởi vì nhiều lúc lên trên video á, tức là nhiều lúc như nó nói là khi mà chị xem video của ông đạt á, là nó rất là dễ à, tức là anh chị biết là nó mua rồi à, nghe nó là phải canh mua nhưng mà tự nhiên vô trong phiên thấy làm sao thì chuẩn nó rung lắc kêu quá lại sợ à, lại sợ nó thấy cái mạng cổ phiếu nó tăng rồi lại tiếc đã, tức là khi mà chị không tìm một cái người đồng hành mà nó à, mà không à, tức là chị không có một tức là khi mà anh chị tức là khi mà chị xem video thì nó sẽ không có mang tính thời điểm trong phim. nãy thì ví dụ như cái em đồng hành trong phim thì em sẽ cảm nhận với anh chị kỹ hơn ở trong phim để anh chị có thể là mạnh dạn chị mua bán hơn ok ha thì nếu anh chị muốn đồng hành cùng em thì bên dưới màn hình á em có để cái số điện thoại bạn trợ lý của em á bạn dung á thì người có thể nhắn qua solo cho bạn để bạn hướng dẫn chị đăng ký vào một này thì em sẽ hỗ trợ anh chị uh, trong rung kỹ hơn rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha để theo dõi cái video của em ngày hôm nay à, trước khi mà anh chị ra đi thì nhớ bỏ ra vài giây nha nhấn cho em một cái nút like À, cũng như là một cái nút đăng ký kênh nha vậy chị, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, cảm ơn chị rất là nhiều à, đã luôn theo dõi ủng hộ kênh à, chúc mọi người và gia đình của mình à, có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video à, sau của kênh nguyên đỏ official dạ xin chào cả nhà